Thưa quý vị, vào lúc 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh ở cao tầm 30,72 m, tương ứng với 293 triệu m khối. Để đảm bảo an toàn hồ đập trước khi bão số 13 đổ bộ, hồ Kẻ Gỗ đã xả lũ với lưu lượng 100 m khối một giây tới 300 m khối một giây. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn ở Hà Tĩnh, từ ngày 14 tháng 11 đến 17 tháng 11, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 13, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dự báo từ 100 tới 200mm. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện, theo dõi diễn biến, dự báo tình hình mưa lũ, tổ chức vận hành chủ động xả lũ, đảm bảo an toàn.